Giống như thương hiệu cá nhân, thương hiệu doanh nghiệp thì mỗi một nơi linh thiêng như đền chùa cũng đều có thương hiệu cho mình. Và nếu như các bạn muốn cầu về tình duyên thì thường mọi người đồn đại nhau là đến chùa Hà hay là phủ Tây Hồ. Ai kinh doanh buôn bán thì hay đến đền Bà Chúa Kho, đền Ông Hoàng Bảy, đúng không nào? Và mình đang ở đền Cửa Ông, quê hương mình Quảng Ninh. Nơi đây thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tản. Và khi nghĩ đến đền Cửa Ông thì mọi người hay đồn đại với nhau là đến đây là cầu may mắn, bình an và đặc biệt là cầu cho chuyện học hành, thi cử, đỗ đạt và chuyện công thành, danh toại liên quan đến câu chuyện là thăng tiến đấy. Vậy thì thương hiệu đến từ việc mà mọi người cảm nhận thấy được này, đó, mọi người cũng nhận được nhiều sự may mắn thông qua là những cái cầu xin của mình này, thông qua những cái lễ lạc và một năm việc làm ăn tích cực, đó, khổ luyện để đạt được, đúng nào? Và nhiều người nhận được và mọi người đồn đại nhau là như thế các anh chị em ạ. Vậy thì thương hiệu nó đến từ tất cả các lĩnh vực, đó, đến từ bất cứ cá nhân, tổ chức hay bất cứ ai. Đó đơn giản là cái điều mà có thể lặp đi lặp lại những cái thứ mà được xuất hiện một cách có tần suất. Đó, ví dụ trong cái kênh của chúng ta là gì? Các bạn muốn tạo ra thương hiệu thì các bạn cần phải tạo ra yếu tố giá trị đầu tiên. Vậy thì nó cần lặp đi lặp lại, giá trị của bạn là gì? Bạn chia sẻ về chủ đề gì thì nó phải nhất thống, đúng không nào? Về sức khỏe hay về làm đẹp hay là về nấu ăn hay là về du lịch thì nó phải nhất thống, lặp đi lặp lại. Đó, và tiếp theo cá tính của bạn là gì? Phong cách sống của bạn là gì? Nó đi kèm, nó xuyên suốt theo cái yếu tố giá trị như thế. Nó cũng cần phải nhất thống, nó cũng cần phải lặp đi lặp lại. Đấy là cách tốt nhất để các bạn tạo ra yếu tố nhận biết. Và bằng cái việc lặp đi lặp lại đúng đủ đều và kèm với thời gian, họ nhận được nhiều yếu tố giá trị của các bạn, họ cảm nhận được cá tính và phong cách sống của các bạn. Thì đấy là cách để chúng ta đang xây dựng và build lên một cái thương hiệu trong cảm nhận của người khác. Ngày đầu xuân năm mới, kính chúc các bạn là đi du xuân cầu tài, cầu lộc, sức khỏe, bình an và nhận được nhiều hơn. Nhưng nhớ rằng, đó, mọi thứ nó chỉ cài đặt cho chúng ta một niềm tin tích cực. Tất cả chúng ta đều phải làm, đều phải khổ luyện để chúng ta mới đạt được điều chúng ta muốn. Và chúc các bạn thành công và một năm phát triển trong lĩnh vực xây dựng kênh thương hiệu cá nhân.